có sức mạnh mà rất ít khi bắt được con mồi. Một hôm, hổ lớn bò ra khỏi hang kiếm mồi. Chậm, chú mèo con từ ngọn núi trước mặt nhảy tới. Cử động của chú mèo rất nhẹ nhàng, linh hoạt, khiến hổ ta nghĩ: nếu ta leo núi khéo được như con mèo kia thì tốt biết bao. Nó bèn khẩn khoản với mèo con: thưa thầy mèo, chẳng hay thầy có vui lòng dạy cho con tài leo núi vượt đèo của thầy không? Mèo con vốn đã biết bụng dạ xấu xa của nó, nếu đem hết tài năng ra dạy, sợ sau này tính mạng mình khó mà bảo toàn được. Mèo nói rằng: dạy thì dạy được, nhưng tôi e rằng anh học thành tài thì sẽ vong ân bội nghĩa. Hổ cúi đầu cầu xin: thưa thầy mèo, xin thầy vui lòng dạy bảo, con quyết không làm sai trái lương tâm. Sau này kẻ nào dám động đến thầy, nhất định con sẽ liều mạng với nó. Con hổ giả nhân giả nghĩa đã lừa được mèo. Thấy hổ vụng về đáng thương, mèo con nghiến đầu nói: được, nếu anh đảm bảo rằng sau này học thành tài sẽ không vong ân bội nghĩa, ta sẽ dạy bảo anh. Thấy mèo con bằng lòng, hổ ve vẫy đuôi quỳ xuống đất: nếu như con học được tài leo núi vượt đèo, kiếm được thức ăn, con quyết không quên ơn thầy đâu. Mảy may xảy ra chuyện gì không phải với thầy, con xin chịu ngã xuống vực sâu muôn trượng, nát thành trăm nghìn mảnh. Từ đó hổ tôn mèo làm thầy, và trên ngọn núi cao ấy, mèo không quản gian khổ, thức khuya dậy sớm chạy bảo hổ hết mình. Chẳng bao lâu, mèo hầu như đã đem hết tài cán của mình chỉ cho hổ. Hổ cho rằng mình học được mọi tài, chẳng kém gì mèo, nên trong lòng rất đắc ý. Hôm đó, hổ lại đến học mèo con. Nhưng thấy hổ nhìn chăm chăm vào thân hình tròn trịnh của mèo, nó thèm lắm, chảy nước rãi lòng dòng. Mèo con liền hỏi lại: ta sẽ đem hết mọi tài năng dạy cho ngươi, bây giờ ngươi có thể ra đi được rồi đấy. Nghe mèo nói đã dạy hết mọi tài, hổ sung sướng lắm. Nó nghĩ thầm: mèo con ơi, lần này thì ngươi đừng có hòng mà thoát khỏi miệng ta. Sợ nghe chưa rõ, hổ hỏi lại: thưa thầy mèo, thầy đã dạy cho con hết mọi tài của thầy rồi ư? Mèo nói: phải, dạy cho ngươi hết rồi. Hổ lại ra một kế, chớp mắt nói: thưa thầy, thầy xem có cái gì đang leo trên cây kìa. Mèo vừa quay đầu đi, hổ hát hấp cái miệng rộng của nó, nghe nanh, sơ vút nhảy đến vồ mèo. Nhưng vút một cái, mèo đã bay lên tóc cành cây. Mèo trừng mắt nhìn hổ giận dữ nói: cùng vắng ban bội nghĩa kia, lời thề của mày đều là giả dối cả. May mà ta sớm phòng bị, không dạy mày leo cây. Nếu ta dạy mày leo cây thì e rằng bây giờ đã thành bụi điểm tâm trong bụng của mày rồi. Hổ sợ điên người, nhảy chồm lên mấy lần, nhưng nhảy cũng không tới cành cây cao, dùng răng rậm cũng không gãy thân cây lớn. Chạy nhìn lại về phía mèo thì nó cứ đun từ cành cây này sang cành cây khác. Thỉnh thoảng nó dừng lại, vút rau nhìn hổ. Đứng dưới gốc cây, hổ nóng nảy, giận dữ. Nhưng không có cách nào khác, nó nhìn theo mèo. Con mèo ấy băng núi, vượt đèo, cho tới khi lúc hổ không còn nhìn thấy nó nữa.